Nằm ở cửa ngõ hướng ra Biển Đông, Vũng Tàu được xem là trung tâm kinh tế du lịch trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Nói về tiềm năng phát triển của Vũng Tàu, trước hết phải kể đến dầu khí. CNG Việt Nam hiện là công ty khởi nguồn tiên phong trong sản xuất phân phối CNG tại Việt Nam, cung cấp giải pháp nhiên liệu mới, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, gia tăng hiệu quả vận hành máy móc, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng, phục vụ nền kinh tế. Mười năm, con số không quá dài, nhưng đó chính là quãng thời gian đầy tự hào của CNG Việt Nam. Chúng tôi bằng tất cả trí lực đã đem đến nguồn khí sạch phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường cho hàng triệu con người Việt Nam. Mỗi chặng đường là nỗi trăn trở và tâm huyết. CNG Việt Nam thành lập vào ngày 28 tháng 5 2007, dựa trên cơ sở góp vốn của các cổ đông sáng lập, Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí, Công ty Cổ phần DMC 51% vốn điều lệ, Công ty IEV Energy Malaysia 42%, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Anh 7%. Từ năm 2008 đến 2010, công ty liên tục phát triển thị trường phân phối khí CNG cùng với việc đầu tư nâng công suất nhà máy CNG Phú Mỹ từ 30 triệu S-mét khối khí lên đến 70 triệu S-mét khối khí một năm. Sản lượng và doanh thu tăng dần hàng năm, ban đầu rất khiêm tốn đạt 0,6 triệu S-mét khối, doanh thu đạt 7,8 tỷ đồng trong năm 2008. Và đến năm 2010, sản lượng tăng lên 14,5 triệu mét khối, doanh thu 285 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến 2014, năm 2011, sau khi tăng vốn điều lệ lên 203 tỷ đồng, cổ phiếu công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là CNG. Năm 2012 tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 213,28 tỷ đồng và năm 2013 vốn điều lệ công ty tăng lên 270 tỷ đồng. Năm 2014, công ty phê duyệt thành lập chi nhánh công ty tại miền Bắc. Trong giai đoạn này, giá dầu thế giới tăng cao, sản lượng và doanh thu của CNG Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, năm 2014, sản lượng tăng lên 74,6 triệu mét khối, doanh thu đạt 1.085 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến 2016, năm 2015 đánh dấu sự thành công của CNG Việt Nam trong việc mở rộng thị trường tại khu vực phía Bắc, chính thức cấp khí cho 4 khách hàng đầu tiên tại khu vực. Đặc biệt, tháng 4 năm 2015, trạm cấp khí tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương chính thức đi vào hoạt động, cung cấp CNG cho các khách hàng trong khu công nghiệp này. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển mô hình cấp khí qua trạm trung tâm của CNG Việt Nam. Từ tháng 10 2009 đến tháng 2 2016, CNG Việt Nam là thành viên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Biển Nam PV Gas. Tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas trở thành công ty mẹ của CNG Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ 56% vốn điều lệ. Trong giai đoạn này, do giá dầu thế giới duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, CNG Việt Nam vẫn cố gắng gia tăng sản lượng để ổn định doanh thu với kết quả đạt được năm 2016 về sản lượng là 120 triệu mét khối, tương ứng với doanh thu 890 tỷ đồng. Năm 2017, sản lượng dự kiến là trên 120 triệu mét khối, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Để đạt được điều này, CNG Việt Nam phải linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được mức doanh thu nêu trên. Cùng ôn lại các thành quả đáng tự hào của tập thể CNG Việt Nam, những con người trẻ CNG Việt Nam đầy tài năng và nhiệt huyết đã chung tay đem nguồn khí sạch tới mọi nơi, góp phần bảo vệ môi trường, tạo dựng hành tinh xanh.
Ngoài các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách cho nhà nước mà công ty luôn đạt kết quả tốt, được đánh giá là đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, CMG Việt Nam còn đạt được các thành tựu nổi bật như sau. Năm 2008, CMG Việt Nam chính thức phân phối sản phẩm khí thiên nhiên nén ra thị trường cho hai khách hàng với sản lượng đạt 0,6 triệu m³ khối năm. Đến hết năm 2016, sản lượng bán ra đã tăng trưởng đáng kể, đạt 120 triệu m³ khối, phân phối cho 47 khách hàng. Bên cạnh thành tựu dẫn đầu thị phần, CMG Việt Nam còn khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô thị trường. Địa bàn kinh doanh đã vươn ra khắp cả nước. Ban đầu, thị trường của công ty chỉ bó hẹp trong khu vực Đông Nam Bộ. Đến nay đã được mở rộng ra khắp các tỉnh thành, từ Nam Trung Bộ đến Tây Nam Bộ. Năm 2015, công ty tiếp tục phát triển thị trường ra khu vực Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Tập đoàn và Tổng Công ty Khí Việt Nam, công ty tiếp tục mở rộng thị trường, đặc biệt là các đối tượng khách hàng xa khu vực đường ống của Tổng Công ty Khí, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Trước những khó khăn và thách thức của ngành, của nền kinh tế những năm gần đây, ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên CMG Việt Nam đã không ngừng nỗ lực chung sức chung lòng xây dựng và phát huy những thành quả đạt được nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như cổ đông. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khí CNG hàm chứa nhiều yếu tố rủi ro cao và có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào. Thế nên, việc an toàn trong sản xuất kinh doanh luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Công ty duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OSHA 18001-2007. Được Viện Tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam cấp chứng nhận đầu tiên vào năm 2010. Và năm 2016, CMG Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong Tổng Công ty Khí Việt Nam nâng cấp thành công hệ thống quản lý an toàn chất lượng môi trường phiên bản 2015. CMG Việt Nam cam kết thực hành tốt chương trình 5S an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp. Phòng chống cháy nổ, giảm thiểu rủi ro được công ty đưa lên hàng đầu. Minh chứng là các sự cố tai nạn giảm dần qua từng năm. Đến thời điểm này, CMG Việt Nam tự tin đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nguyên liệu sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Luôn tâm niệm, nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất đảm bảo cho sự thành công của CMG Việt Nam. Vì vậy, công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên, phát triển năng lực thông qua các khóa đào tạo, giúp tạo động lực cho nhân viên gắn bó cống hiến hết mình. Hiện tại, nhân lực CMG Việt Nam có trình độ thạc sĩ 3%, 47% đại học, 50% còn lại từ công nhân kỹ thuật đến cao đẳng. Bên cạnh đó, để đề cao tính an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên, khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại đạt 100%. Công ty luôn quan tâm đến hoạt động tinh thần của cán bộ công nhân viên, thường xuyên tổ chức câu lạc bộ bóng đá, tennis, cầu lông, bơi lội, văn nghệ, phong trào chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Bên cạnh sự đồng hành cùng với các doanh nghiệp, CMG Việt Nam còn luôn đồng hành cùng xã hội, giúp đỡ cộng đồng bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ mổ tim cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình Trái tim cho em với số tiền 928 triệu đồng,
thường xuyên quyên góp làm thêm để ủng hộ đồng bào tại các vùng miền trong cả nước bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Phong trào thanh niên CNG Việt Nam vì một môi trường xanh như đạp xe tuyên truyền, thu gom rác bãi biển, trồng và chăm sóc cây xanh tại các trạm PIU. Bên cạnh đó, CNG Việt Nam cũng có nhiều hoạt động khác đầy ý nghĩa như thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức về nguồn cho đoàn viên, cán bộ công nhân viên nhân dịp ngày 27 tháng 7, thăm và tặng quà gia đình chính sách có công với cách mạng tại nhiều địa phương, phát suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu định kỳ 2 lần một tháng. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, bằng tất cả trái tim xây dựng một hành tinh xanh, đem nguồn khí thiên nhiên đến khắp mọi miền đất nước, CNG Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành. Và đặc biệt năm 2014, công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Bên cạnh những bằng khen cao quý đó, công ty cũng liên tục nằm trong top 15, 20, 50, báo cáo thường niên tốt nhất năm 2011-2015, top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2012, top 50 doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam năm 2013 và top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016. Giá trị CNG Việt Nam tạo ra không chỉ là lợi ích cho doanh nghiệp, khách hàng, mà đó còn là chỉ số niềm tin, là nền tảng để CNG Việt Nam vững tin tiếp bước theo định hướng phát triển bền vững, tận dụng cơ hội tăng tốc cùng nền kinh tế Việt Nam. Trong tương lai, CNG Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trong những đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp Việt Nam. Đây chắc chắn là nhiên liệu cạnh tranh sạch, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các thành phố lớn và các khu công nghiệp. CNG Việt Nam đem nguồn năng lượng sạch đến mọi nơi.